Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 tuyên dương 172 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo ở cơ sở trong phong trào thi đua yêu nước. Tỉnh Lâm Đồng dừng hoạt động hai chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 giai đoạn 2020-2025. Dự đại hội có ông Điểu Cà Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, phụ trách cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động và 172 điển hình tiên tiến, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng 5 năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đà nêu rõ, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt 17 trên 17 chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 10, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 46 triệu đồng năm 2015 lên 71 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 35.689 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm bằng 36%, lĩnh vực văn hóa xã hội với tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến nay giảm còn 1,35%, giảm bình quân 1% một năm. Y tế, văn hóa, giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến. Chất lượng môi trường được đảm bảo. Toàn tỉnh có 95 xã, chiếm 85,6% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 2 huyện Đơn Dương và Đức Trọng được công nhận huyện đạt chuẩn. Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đà Tẻ hoàn thành chương trình nông thôn mới. Các phong trào thi đua, trọng tâm, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại, đi vào quy mô, tăng hiệu quả kinh tế trong giai đoạn 5 năm đạt 5%. Cơ cấu kinh tế ngành chiếm hơn 40% cơ cấu kinh tế chung toàn tỉnh. Chương trình nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được nhân rộng với 60.200 ha, chiếm 20% diện tích sản xuất, góp phần nâng cao giá trị canh tác trong sản xuất nông nghiệp chung của toàn tỉnh. Phong trào cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển với hơn 1.000 doanh nghiệp được thành lập hàng năm, nâng tổng số 10.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế của tỉnh vào năm 2020. Phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, từng bước nâng cao ý thức đạo đức, phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực của cán bộ chuyển biến theo hướng xây dựng, nhà nước kiến tạo và phục vụ. Ngoài ra, phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân hàng, đào tạo, y tế, văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quân sự quốc phòng được thực hiện sâu rộng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, nhiều tập thể cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Đảng, Nhà nước khen thưởng vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Đại hội đã nghe tham luận của các tập thể cá nhân, đó là những cách làm hay, mô hình tốt được áp dụng từ cơ sở trong phát triển kinh tế, kinh doanh, phát huy nội lực từ sức dân, sự chung tay của cộng đồng xã hội, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành hay tinh thần trách nhiệm trong công tác, học tập, nghiên cứu của mỗi cá nhân, mỗi cấp, mỗi ngành và đơn vị. Thi đua yêu nước thì trước hết đối với lãnh đạo thì phải gương mẫu tốt đối với cái chủ trương của Đảng, gương mẫu trước tất cả về cái sức lực và bản lĩnh của bản thân, từ cái vai trò của lãnh đạo cũng như là công tác cuộc sống và thực hiện tốt cho tất cả về cái mọi mặt cho địa phương. Để có được những cái thành quả cũng như có những hoạt động ý nghĩa, sự lan tỏa cũng như sự tập hợp đoàn viên thanh niên và sự chung tay của toàn
toàn thể bà con nhân dân ở xã nhà. Thì ban chấp hành đoàn xã chú trọng tới công tác xung kích tình nguyện vì cộng đồng, tập trung vào hoạt động thiện nguyện cũng như có những cái mô hình gây quỹ để giúp đỡ các học sinh nghèo, gia đình chính sách, các hộ dân khó khăn, tuyên truyền cho thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về cái ý thức cũng như có trách nhiệm với cộng đồng. Chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành cũng như kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn vừa qua. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điệu Cà Ré cho rằng, từ những thành công này đã khẳng định Lâm Đồng luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, cũng như top đầu của cả nước về các chỉ số phát triển. Phong trào thi đua phải hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trước hết là phải tập trung thi đua tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020. Tập trung khắc phục có hiệu quả các khâu yếu, mạch yếu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, cán bộ đảng viên thật sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, được nhân dân tin yêu. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã đạt được thời gian qua là điều rất phấn khởi và là niềm tự hào, thể hiện trí tuệ, tinh thần sáng tạo, đoàn kết cao để vươn lên. Đây chính là sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân. Cùng với biểu dương ghi nhận, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, phong trào thi đua khen thưởng cần tiếp tục được phát huy và đạt được những thành công hơn nữa, qua đó tạo động lực cho phát triển tỉnh nhà. Muốn làm được điều này, trước hết phải phát huy trách nhiệm người đứng đầu, chú trọng chương trình trọng tâm, trọng điểm, phải chú trọng đến công tác xây dựng đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các công việc cần phải giải quyết mà đang gặp khó khăn, những vấn đề bức xúc nội cộm của nhân dân, tiếp tục thực hiện cái chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết đẩy lùi các hành vi tham nhũng, tiêu nhũng nhiều, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Bây giờ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi đua khen thưởng, phát hiện và làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà, góp phần nhân rộng các cái điển hình tiên tiến và mô hình hay, nhân tố mới, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Đại hội đã tôn vinh 3 tập thể, 8 cá nhân được nhận danh hiệu cao quý do Chủ tịch nước trao tặng, gồm huân chương độc lập hạng 3 trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, huân chương lao động hạng 2 và hạng 3 cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Lâm Đồng. 4 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng 2, 3 cá nhân được nhận huân chương lao động hạng 3, 1 cá nhân được tặng huân chương chiến công hạng nhất. Ngoài ra có 9 đơn vị được nhận cờ thi đua của chính phủ, 37 tập thể, cá nhân và 1 gia đình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ và bằng khen. Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của những tấm gương sáng đi đầu trong tất cả các hoạt động sản xuất, công tác và trên nhiều lĩnh vực của tỉnh, được xem như những bông hoa tươi thắm, tô đẹp cho truyền thống thi đua yêu nước của Lâm Đồng trong thời gian qua. Cũng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ 6 giai đoạn 2020-2025 đã biểu quyết thông qua danh sách 12 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Với chủ đề thi đua năng động, sáng tạo, phát triển bền vững, với quyết tâm cao nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới, xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Lâm Đồng văn minh hiện đại, đóng góp ngày càng lớn với khu vực nói riêng và cả nước nói chung. Hơn lúc nào hết, sự đồng lòng thống nhất, sự quyết tâm nỗ lực rất lớn của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh phải thực sự trở thành nguồn cổ vũ, động viên, phát huy sức mạnh đoàn kết để có thể hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục quán triệt,
tuyên truyền, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi người như lời dạy của Bác Hồ. Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và lấy kết quả của công tác thi đua là một tiêu chí để chúng ta đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Để thực hiện mục tiêu đề ra, ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát động. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với toàn thể nhân dân trong tỉnh, tiếp tục tiếp nối thành công, ra sức phấn đấu để xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển trên con đường đổi mới. Trước đó, vào tối ngày hôm qua, 8 tháng 9 tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020. Tham dự có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành và các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Phát biểu tại chương trình giao lưu, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong 5 năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước với hình thức đa dạng và nội dung, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Để có những kết quả ấn tượng trong phong trào thi đua yêu nước, phải kể đến vai trò của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã không ngừng lao động sáng tạo, đề ra những sáng kiến, giải pháp hữu ích, cải thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh vì sự phát triển của cộng đồng. Từ cá nhân tập thể được tuyên dương trên các lĩnh vực trong đợt này, tiếp tục sẽ là động lực, là nguồn cảm hứng để thúc đẩy phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển. Chương trình giao lưu có 11 khách mời tham gia trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm hữu ích trên các lĩnh vực ngành nghề. Đó là gương những điển hình trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào lao động giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công nhân viên chức người lao động, những điển hình tiên tiến trong phong trào khởi nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, v.v. Mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, cương vị công tác khác nhau, nhưng tất cả đều có sự tận tâm, nhiệt huyết, lạc quan và có ý chí vươn lên để khẳng định bản thân, cùng chung sức xây dựng quê hương đất nước. Họ chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và sẽ tiếp tục tạo nên những phong trào thi đua mới của tỉnh Lâm Đồng, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương đất nước. Để có được kết quả đáng phấn khởi qua 5 năm triển khai phong trào thi đua yêu nước, Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo ở cơ sở. Trên cương vị là bí thư đoàn xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, anh Lại Hoàng Nhật luôn năng nổ sáng tạo trong các hoạt động đoàn cơ sở. Đặc biệt với tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm của thủ lĩnh đoàn Lại Hoàng Nhật, thông qua các mô hình, việc làm cụ thể đã khơi dậy lý tưởng, khát vọng của thanh niên trên địa bàn xã, góp phần xây dựng quê hương phát triển. Mô hình rửa xe miễn phí tại xã Quảng Ngãi, đây là ý tưởng được anh Lại Hoàng Nhật khởi xướng gần một năm nay. Dù là được miễn phí, không phải trả tiền, nhưng mọi người khi vào đây rửa xe đều thể hiện tấm lòng, tham gia đóng góp tiền vào quỹ từ thiện. Đến nay được trên 16 triệu đồng. Số tiền này được đoàn xã mua quà tặng các gia đình chính sách, người già neo đơn và hỗ trợ đoàn viên khó khăn trong cuộc sống. Để nâng cao cái hiệu quả trong các hoạt động đoàn, trước tiên là mình quan tâm tới cái công tác tuyên truyền. Thì để một cái hoạt động mình nó được bắt đầu hoặc là đang hoạt động hoặc là kết thúc thì cái công tác tuyên truyền của mình tuyên truyền rộng rãi để đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân biết được cái hoạt động của mình
cũng như những cái đơn vị biết được hoạt động của mình. Nếu như cái hoạt động của mình nó đạt cái hiệu quả thiết thực, mang cái tính nhân văn thì nó sẽ được phát triển, và mình làm công việc nào thì nó sẽ suôn sẻ. Những năm gần đây thì đoàn xã quan tâm nhất về cái công tác xung kích tình nguyện vì cộng đồng, quan tâm giúp đỡ cho các em học sinh, gia đình chính sách, thanh niên nghèo, các hộ gia đình khó khăn cũng như là người già neo đơn. Thì để mà hoạt động tốt cái phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng thì đoàn xã cũng với cương vị là bí thư đoàn thì bản thân cũng mạnh dạn là liên hệ với các cá nhân, các tổ chức, các mạnh thường quân về địa phương để tổ chức những cái hoạt động thiện nguyện. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, với cương vị bí thư đoàn xã Quảng Hải, Lại Hoàng Nhật luôn tìm tòi, năng nổ trong xây dựng các phong trào đoàn tại cơ sở. Trong đó phải kể đến phong trào chi đoàn liên kết 3 chi đoàn 4 chủ động, phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập, lao động sản xuất, thanh niên lập nghiệp, đoạn đường Hoa Hoàng Yến, xanh, sạch, đẹp, an toàn, đảm nhận công trình phần việc của thanh niên, tu sửa đường giao thông nông thôn, nạo vét, kênh mương, trồng và chăm sóc cây phân tán, nhiều phong trào hoạt động thiết thực khác, v.v. Đánh giá đồng chí Lại Nhật là một đồng chí rất là trách nhiệm trong công việc. Và thứ hai là đồng chí là có một cái tinh thần làm việc rất là năng lực, rất có năng lực trong công việc phong trào đoàn. Và mọi nhiệm vụ của cấp trên giao cũng như là các công trào phong tác của địa phương thì đồng chí rất là hoàn thành xuất sắc. Và bên cạnh đó thì trong những cái hoạt động của phong trào đoàn thì đồng chí còn là một cái gương điển hình tiêu biểu của xã về những thanh niên mà vượt khó làm giàu cũng như là giúp đỡ các đoàn viên khác để vươn lên trong cuộc sống. Đối với cá nhân đồng chí Nhật thì phải nói là một cái tấm gương sáng trong cái việc mà tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt đoàn có phong trào học tập và làm theo lời Bác, đồng chí đã chủ động tự đăng ký đi học các cái lớp về chuyên môn rồi nghiệp vụ để nâng cao cái trình độ cho bản thân. Từ đó rồi các cái hoạt động như là tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, và vận động đoàn viên là tránh xa các cái tai tệ nạn trên xã hội để cho đoàn viên thanh niên rồi học tập và noi theo các phong trào. Bằng sức trẻ và tinh thần năng động, gần 10 năm công tác đoàn, Lại Hoàng Nhật đã đưa phong trào đoàn cơ sở ngày càng đi lên. Với những đóng góp và thành tích của mình, nhiều năm qua Lại Hoàng Nhật được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương khen thưởng, đồng thời vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến được tỉnh Lâm Đồng tôn vinh trong Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 6 năm 2020. Đây chính là động lực để Lại Hoàng Nhật tiếp tục phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp cho quê hương. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, tỉnh Lâm Đồng dừng hoạt động hai chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước tình hình ổn định của dịch COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định dừng hoạt động hai chốt kiểm soát dịch bệnh đóng trên quốc lộ 27 ở xã Đa Chai, huyện Lạc Dương và chốt kiểm dịch trên quốc lộ 27C đóng tại thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương. Qua hơn một tháng thành lập kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các lực lượng trực tại hai chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đã thực hiện đo thân nhiệt và lấy phiếu thông tin của tất cả các trường hợp di chuyển từ địa phương khác đến, đi qua địa bàn. Qua thống kê có trên 150.000 lượt người và 43.000 lượt phương tiện được kiểm tra, khai báo y tế. Hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện theo phương châm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Sáng ngày 9 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu dự hội nghị thi đua biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Việt Nam lần thứ 5 2015-2020 tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 9. Đoàn gồm 5 đại biểu là Linh mục Hoàng Văn Chính, Tổng đại diện Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Linh mục Lê Anh Tài, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Đạ Oai, nữ tu Cao Thị Hồng, phụ trách cộng đoàn Trinh Vương, dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, ông Đa Cát Dương, trưởng ban đoàn kết công giáo huyện Đâm Sông và ông Trương Đình Căng, phó chủ tịch thường trực ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh. Đây là những đại diện tiêu biểu có nhiều nỗ lực đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của đoàn và đây cũng là vinh dự cho tỉnh nhà. Nhiều năm qua đã luôn đồng hành cùng Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, giúp Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương. Và cũng mong muốn đoàn sẽ có nhiều ý kiến đóng góp khi tham gia hội nghị thi đua sắp tới, để tất cả cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh.
Ngày 9 tháng 9, Học viện Lục quân tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị giai đoạn 2018-2020. Sau 3 năm triển khai, Học viện đã tổ chức đào tạo 6 khóa hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị, thời gian 3 tháng một khóa, với trên 2.100 học viên. Đào tạo 3 khóa cao cấp lý luận chính trị, thời gian 8 tháng một khóa, với 332 học viên. Kết quả tốt nghiệp có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó học viện đào tạo có 6,57% đạt loại giỏi. Học viên hoàn chỉnh kiến thức có 5,06% đạt loại giỏi. Ngoài ra, học viện đã xác nhận cho 1.100 cán bộ đủ tiêu chuẩn theo quy định. Việc triển khai công tác đào tạo hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị là nội dung quan trọng mà Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện. Trong đó, Học viện Lục quân là đơn vị trực tiếp triển khai, thông qua đó nhằm nâng cao trình độ nhận thức lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân. Sáng 9 tháng 9, Học viện Chính trị khu vực 2 phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị C15 Lâm Đồng năm 2019, hệ không tập trung, khóa học 2019-2020. Trong thời gian 18 tháng học tập, 86 học viên là cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, được các giảng viên đến từ Học viện Chính trị khu vực 2, Trường Chính trị tỉnh và các ngành chuyên môn giới thiệu 19 chuyên đề liên quan đến hệ thống hóa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và công tác quản lý, lãnh đạo. Được biết, đây là khóa học nằm trong chương trình liên kết đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, Học viện Chính trị khu vực 2 đã trao bằng tốt nghiệp cho 86 học viên hoàn thành khóa học, trong đó có 9 học viên đạt loại giỏi, 77 học viên đạt loại khá. Nội dung đáng chú ý phần tin trong nước. Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, điểm tựa của lao động tự do. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Theo đó, điều kiện được chứng nhận gồm: 1. Gạo thơm được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng hạt giống phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng, tổ, thôn, phường, xã, quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố. 2. Lô ruộng lúa thơm được kiểm tra đảm bảo độ thuần giống không nhỏ hơn 95%. Nghị định cũng quy định về kiểm tra lô ruộng lúa thơm, phương pháp kiểm tra độ thuần giống lúa thơm, tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng được công nhận theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lại, hủy bỏ giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm là Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thời gian qua đã có một số lượng lớn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Sóc Trăng và ngày một tăng mạnh. Năm nay đã 71 tuổi, nhưng ông Trương Phước Điền vẫn tích cực tham gia vào công tác xã hội ở địa phương với vai trò là trưởng ban kiểm soát của Hợp tác xã Nông nghiệp ấp Thọ Hòa Đông A. Được nghe tuyên truyền về ý nghĩa của bảo hiểm xã hội tự nguyện, không những vận động các thành viên trong gia đình tham gia, mà ông còn tham gia tư vấn cũng như vận động bà con hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lúc trước thì chú cũng có nói đề mà tuyên truyền cũng ngắn gọn vậy thôi, mà cho thành viên hợp tác xã thì hợp tác giả, thành viên hợp tác xã cũng chưa biết cái quyền lợi tới đây là như thế nào. Thử ra nhờ cái đoàn của mà xã và huyện xuống trực tiếp tham gia cho nó hiểu rõ hơn. Những năm gần đây, ngành bảo hiểm Sóc Trăng đã phối hợp cùng bưu điện và các hội đoàn ở địa phương trực tiếp gặp gỡ, giải thích cho người dân những đặc tính ưu việt riêng có của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ đây, nhiều người nhận thức được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là một hình thức tích lũy, sau này sẽ được nhận lương hưu mà còn được hưởng nhiều quyền lợi khác. Khi mà mình có bị rủi ro mà chết đi đó, thì gia đình mình nó cũng không có khó khăn trong vấn đề tài chính, bởi vì có trợ cấp mai táng, tử tuất này kia nữa. Thì đó là những cái quyền lợi mà mình thấy là tham gia được, cho nên mình mới tham gia. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách đặc thù của nhà nước ta. Khi tham gia, người lao động được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Ngoài ra, người dân có quyền lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Vì số tiền này thì có thể là nếu mà cái lúc mà mình có khả năng thì mình đóng, khi nào mà mình thu nhập mình hạn chế thì mình cũng có thể dừng lại đó, rồi mình đóng tiếp tục, nó không mất đi đâu cả. Với lại là những cái
sau này để cho họ có cái mà an tâm về già, thì mình giải thích khi mà tài chánh để sau này là không còn nhiều nữa, thì mình cũng có một số tiền để mà mình dưỡng già với lại đỡ gánh nặng cho con cái sau này. Để duy trì cái tỷ lệ phát triển thì hàng tháng thì bảo sở tỉnh cũng chỉ đạo các cái đại lý là rà soát cái danh sách đến hạn đóng để nhằm duy trì ổn định cái tỷ lệ tham gia, hạn chế giảm. Để thực hiện những năm tiếp theo thì bảo hiểm xã hội tỉnh cũng hàng năm sẽ cũng tham mưu tiếp cho tỉnh ủy, ủy ban dân để giao cái chỉ tiêu và đến ủy ban dân và các cái huyện, xã, thành phố nhằm đảm bảo thực hiện đúng cái nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Để phát triển mạnh bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân trong tương lai, ngành chức năng cần hoàn thiện chính sách tăng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời xem xét điều chỉnh lại thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nội dung cuối của chương trình thời sự tối nay: huyện Đức Trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, năm 2020, Đức Trọng đã trở thành huyện thứ hai của tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Và Đức Trọng được chọn là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng về xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa. Khi xây dựng nông thôn mới, người dân phải được nâng cao thu nhập và đời sống là yếu tố then chốt làm nên sự thành công của chương trình mục tiêu quốc gia này. Vì vậy, huyện Đức Trọng đã tập trung các giải pháp phát triển kinh tế địa phương, mà lĩnh vực mũi nhọn phải kể đến đó chính là phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Để nâng cao đời sống của đại bộ phận nhân dân sống ở nông thôn, huyện đã hỗ trợ nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều vùng chuyên canh hàng hóa cho thu nhập trung bình 400 triệu đồng một hectare một năm. Cả biệt có những diện tích trồng rau hoa cho thu nhập trên 1 tỷ đồng một hectare một năm. Điều này góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người toàn huyện từ 23 triệu đồng một người một năm năm 2011 lên gần 59 triệu đồng hiện nay. Nhiều nông dân như hộ của gia đình anh Ngô Thanh Bình ở xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, trước đây chỉ biết độc canh cây cà phê thì nay đã chuyển dần diện tích sang trồng rau công nghệ cao với thu nhập gấp nhiều lần so với trước kia. Trước đây là kinh tế ở địa phương là chủ yếu là chăn nuôi, với lại bên cạnh đó là cây cà phê là chủ lực. Thời gian gần đây thì cái mô hình công nghệ phát triển cây rau màu trong nhà kính đó thì em thấy là nó phát triển càng ngày nó cũng rộng hơn hồi trước. Nói chung là so với hiệu quả kinh tế của một thời gian trước đây thì có tiến triển rõ rệt. Nông thôn mới khang trang hiện đại gắn liền với việc xây dựng và phát triển hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường trạm. Trong đó, giao thông được ví như mạch máu của sự phát triển, nên Đức Trọng dành nhiều nguồn lực để đầu tư lĩnh vực này. Đến nay, Đức Trọng có hơn 184 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải, đạt tỷ lệ 100%. Nhân dân đồng thuận, góp công, góp của, hiến đất làm đường để hình thành nên những khu dân cư xanh, sạch, trù phú, và họ nhận thấy những lợi ích thiết thực khi những con đường nông thôn rộng mở hơn. Đường xá và đèn đường, trường trạm của phố hội thì phát triển mạnh, cũng thông thương được hàng hóa cho người dân, tăng thêm thu nhập cho người dân về cái sản phẩm. Được các thông thương tới tiêu thụ vận chuyển rất là dễ dàng, cũng như là cái cơ sở vật chất của xã phố hội thì phát triển mạnh. Là một huyện có địa bàn rộng với 14 xã, trong đó có nhiều xã còn khó khăn như xã Vùng Loan, nên thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Đức Trọng là một thách thức không nhỏ. Trong lúc đó, càng về sau, các tiêu chí đánh giá địa phương đạt chuẩn nông thôn mới do chính phủ đề ra lại càng có nhiều điều kiện nâng cao, khắt khe hơn, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Trọng phải có một quyết tâm cao hơn để hoàn thành mục tiêu về đích huyện nông thôn mới. Ngay từ năm 2009, thời điểm Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cũng là lúc Trung ương chọn xã Tân Hội, huyện Đức Trọng là một trong 11 xã điểm của cả nước và là xã đại diện cho 5 tỉnh Tây Nguyên để xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Đây chính là thời điểm cả hệ thống chính trị huyện Đức Trọng bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới với một ý chí và đồng thuận cao.
Sức mạnh này sẽ còn được tiếp tục phát huy ở giai đoạn mới, xây dựng và phát triển Đức Trọng trở thành đô thị loại 4 trong tương lai không xa. Rõ ràng cái tiêu chí của cái đô thị loại 3, loại 4 và cái tiêu chuẩn thị xã thì rất là khác so với cái tiêu chí của huyện nông thôn mới. Nó khác về cái yêu cầu về đó là một tính chất của đô thị, khác với một yêu cầu tính chất của cái huyện nông thôn mới. Cái quan trọng nhất đó là sự đồng hành của người dân với chính quyền. Thực ra chính quyền chỉ là một tổ chức để đưa ra giải pháp, đưa ra mục tiêu và đưa ra chương trình kế hoạch để thực hiện. Còn người dân mới là cái người quan trọng nhất trong cái việc đồng hành cùng với chính quyền để huyện thông mới. Trong đó người dân tham gia đóng góp về kinh phí, người dân tham gia đóng góp về nhân sức lao động, người dân tham gia về các phong trào an ninh bảo vệ Tổ quốc. Và tất cả những cái đó thì chủ yếu là người dân. Tổng nguồn lực Đức Trọng huy động xây dựng nông thôn mới trong 9 năm qua là hơn 5.000 tỷ đồng. Trong đó vốn nhân dân chiếm hơn 75%, còn lại là vốn các doanh nghiệp và ngân sách nhà nước chỉ chiếm chưa đầy 25%. Điều này cho thấy công sức của nhân dân và sự đóng góp lớn lao trong chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này. Và thời gian tới, trong quá trình xây dựng đô thị hóa Đức Trọng, một lần nữa sức mạnh tập thể, sức mạnh nhân dân lại được khơi gợi, vận dụng, phát huy một cách hiệu quả để Đức Trọng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa trên đà phát triển thành một khu đô thị sầm uất hiện đại, nối tiếp thành phố Đà Lạt và các vùng kinh tế khác trong tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.